Kính chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay em có một cái lô mai tàn rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đó, bông nó rất là đẹp. Này là dạo lá gai nha. Kính mong quý anh chị cô chú đón xem và ủng hộ em nha. Đó, lô mai này em gồm có 45 cây nha. Nếu anh chị em mua hết nguyên lô á thì em bán giá 1 triệu 700 ngàn cây nha quý cô chú anh chị. Hoành nó dao động chỉ là từ 20 cho tới 26, 27 luôn nha quý cô chú anh chị. Đế nó rất là đẹp nha, tay cành nó đóng rất là đều nha quý cô chú anh chị. Đây, để em quay ra tổng thể cái lô mai này gồm có 45 cây này nha. Nói chung đa phần thì nó dao động hoành á 20 thì chỉ có 1 2 cây thôi. Còn 24 25 thì nhiều, 23 24 25 nhiều nha quý cô chú anh chị. Tàn đều đế rất là đẹp, tay cành nó đóng. Lô này em có là tổng cộng là 45 cây. Nếu anh chị mua hết thì em bao ship 200 cây nha. Bông nó rất là đẹp nha quý cô chú. Này là giảo lá gai nha. Bông nó đẹp lắm. Đây, cái lô này là 45 cây là chung cái ở ngoài đây luôn. Để em đi ra đây cho quý cô chú anh chị mình tham khảo ha. Bông nó rất là đẹp. Bông lô mai này là bao giảo lá gai luôn nha. Bông đẹp nha quý cô chú anh chị. Đế nó nè. Mua số lượng hết á thì có giá cả, có thương lượng chút đỉnh nha quý cô chú anh chị. Bông nó nè quý cô chú anh chị ơi. Bao đẹp. Đế nó, củ đế nó là ghê lắm. Lô này gồm có 45 cây à. Nếu mà quý cô chú anh chị mua 20 cây em cũng cắt lô em bán luôn à. 20 cây hay là 10 cây, 15 cây em cũng có cắt lô em bán luôn. Kính mong quý cô chú anh chị đón xem và ủng hộ nha. Ví dụ mua số lượng hết á, thì em giá cảm thương lượng chút đỉnh nha quý cô chú anh chị. Cây này hoành 30 nè quý cô chú anh chị ơi, 30, 31. Cũng có một hai cây rớt vô hoành 30 nha quý cô chú anh chị. Như cây này xù. Cây này nếu anh chị mua thì em để giá 3 triệu 9 nè. 3 triệu 9 bao ship. Bao ship toàn quốc. Cây này nha.